chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lời Chúa vinh danh Chúa. Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi người cầu nguyện xong, có một môn đệ thương người rằng: Lạy thầy, Xin dạy chúng con cầu nguyện như Doan đã dạy môn đệ ông. Người nói với các ông, Khi các con cầu nguyện, hãy nói, Lạy cha, nguyện danh cha cả sáng, nước cha trị đến. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ. Đó là lời chúa. Lời chúa Kitô người khen chúa. Thương bạn chị em. Lần trước con đã chia sẻ với ông bạn chị em ý nghĩa tên của Thánh Du Xe xét về mặt ngữ nghĩa và chúng ta biết được tên của Ngài có nghĩa là Thiên Chúa cho thêm làm tăng thêm. Thiên Chúa cho Ngài có những cái trách nhiệm trao ban cho Ngài những cái trách nhiệm Thiên Chúa để cho Ngài gặp những khó khăn Nhưng mà rồi đồng thời Thiên Chúa cũng ban nhiều ơn lành cho Ngài Để rồi Ngài có thể chu toàn Nhiệm vụ mà Chúa đã trao phó Trong tuần này Và tiếp theo những tuần sau Con xin mời ông bạn chị em chúng ta Cùng chiêm ngắm Các nhân đức chứa đựng Trong tên của Thánh Cả Du Xe Được các tác giả công giáo khám phá ra thương bạn chị em trong lịch sử giáo hội lòng sùng kính thánh cả du xe đã xuất hiện từ rất sớm có thể nói từ thời giáo hội sơ khai lận nhưng mà rồi tác phẩm thần học nghiên cứu đàng hoàng tử tế đầu tiên nói về thánh du xe là cuốn summa the Dones santi joseph tổng hợp các ân huệ của Thánh giuse Tác phẩm này là của Linh Mục Isidoro Isolani, xuất bản vào năm 1522. Trong tác phẩm này thì điều chú ý nhất đó là cha isidoro dựa vào chính tên của Thánh Cả để tóm kết các hồng ân nhân đức trong cuộc đời của Thánh Cả chúng ta biết thánh cả tên là du xe đó là phiên âm sang tiếng việt nam tên của thánh cả theo nguyên ngữ gọi là joseph gồm có sáu chữ cái con thì nổi tiếng nước ngoài dở lắm cho nên để nói với ông bạn chị em con mượn một thầy coi về máy vi tính để những cái chữ đó bên góc trái màn hình để cho ông bạn chị em coi con có đọc sai thì ông bạn chị em cũng biết chữ đó là cái chữ gì tên của ngài gồm có sáu chữ cái và cha isodoro mới là đặt ra từ sáu chữ cái đó sáu chữ nhân đức của ngài đó là thứ nhất chữ tri là justicia có nghĩa là công chính chữ thứ hai là Obedientia, có nghĩa là vâng lời chữ thứ ba là sapientia, có nghĩa là khôn ngoan chữ thứ tư là Experientia, là kinh nghiệm chữ thứ năm là patentia có nghĩa là kiên nhẫn và chữ thứ sáu là humilitas nghĩa là khiêm nhường và thương bạn chị em khi dịch sang tiếng Việt á, Để cho dễ nhớ Thì người ta đặt thành một cái câu thơ lục bát Về các nhân đức của Ngài Dựa vào cái tên của Ngài như thế này Du xe công chính vân lời Khôn ngoan kinh nghiệm Trọn đời khiêm nhu Vậy thì ngày hôm nay thương bạn chị em còn xin mời ông bạn chị em chúng ta cùng nhau lấy ra chữ cái đầu tiên để chúng ta chiêm ngắm nhân đức đầu tiên của Ngài. Chữ cái đầu tiên là chữ tri. Mà theo Chay Sodoro, đó là viết tắt của đức tính Justia, yeah, có nghĩa là công chính. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta cùng nhau Chim ngắm đức công chính của Thánh giuse. Xe. Thương bạn chị em chúng ta biết tin mừng viết rất ít về Thánh Du Xe. Tuy nhiên những lời đầu tiên viết về Thánh giuse Xe thì các thánh sử đề cập ngay đến Ngài là một người công chính như Thánh Mắc Theo ghi nhận như thế này. Ông Du Xe chồng bà Maria là người công chính và không muốn tố giác bà nên định tâm lìa bỏ bà cách kính đáo vậy thì chúng ta thử hỏi coi công chính có nghĩa là gì và thánh du xe đã sống đức công chính như thế nào trong cuộc đời của mình thương bạn chị em xét về mặt ngữ nghĩa công chính nó gồm hai từ ghép lại công bình và chính trực. công bình là đồng điều cái gì của ai thì đưa trả về cho người đó. không hơn không kém. còn chính trực có nghĩa là thẳng ngay không có gian dối. vậy thì thánh du xe sống đức công chính trong cuộc đời mình như thế nào Nói về Đức công chính là Thánh Du Xe Thì con thích cái tư tưởng của Đức Tổng Giám Mục Du Xe Ngô Quang Kiệt Phân tích Ngài phân tích rất hay Cho nên con xin mượn ý tưởng của Đức Tổng Để chia sẻ lại với ông bạn chị em Ngài nói như thế này Nhìn vào cuộc đời Thánh Du Xe ta có thể hiểu được nội dung đức công chính như thế nào nó thể hiện qua ba cái điều này thứ nhất công chính trước hết là phải trả lại cho người khác cái gì thuộc về họ hay nói một cách khác là chúng ta không nhận những gì không thuộc về mình Thánh Du Xe thương bạn chị em Như cái câu tin mừng theo Thánh Mát Theo nãy con nói với bạn chị em Khi thấy Đức Maria đã mang thai Thánh cả Du Xe định tâm lìa bỏ Đức Maria một cách kính đáo Cái này không phải là bỏ giò lái chạy trốn Bởi vì nghi ngờ không phải không biết Đức Maria có mang thai là do mình hay không Không phải rồi không phải là một cái cuộc chạy trốn nhưng mà theo các nhà chú giải kinh thánh, thánh du xe định tâm lìa bỏ đức Maria bởi vì nhận thấy rằng làm cha của đấng cứu thế là một cái một cái danh vị quá cao trọng mình không xứng đáng để mà đảm nhận cái danh vị đó cho nên thấy mình không xứng đáng Và mình không phải là cha thật của đấng cứu thế Vì vậy mà Thánh Du Xe muốn âm thầm Rời xa Đức Maria Rời xa cái danh vị Mà mình không đáng hưởng như vậy Chứ không phải là muốn chạy trốn thương bạn chị em Thánh Du Xe không nhận cái gì thuộc về mình và thứ hai thương bạn chị em công chính có nghĩa là chu toàn nhiệm vụ của mình khi biết Chúa trao phó cho mình trong nôm con Chúa xuống thế làm người trong nôm đứng cứu thế và mẹ người thì thánh du xe đã cố gắng chu toàn cái trách vụ mà thiên chúa trao phó dù cho khi thực hiện cái trách vụ đó Có thể gặp những khó khăn thử thách rất nhiều Nhưng Thánh Cả Du Xe vẫn cố gắng chu toàn Một cách tốt đẹp nhiệm vụ mà Chúa trao phó Và cái thứ ba thưa ông bà anh chị em Công chính có nghĩa là phải trung tính Luôn luôn trung tính với trách nhiệm của mình Quả thật Như con mới vừa nói Đảm nhận trách nhiệm làm cha nuôi của Đức Cứu Thế Không phải là luôn luôn dễ dàng Mà nhiều lúc gặp phải rất nhiều khó khăn thử thách Nhưng dù cho gặp khó khăn thử thách đến đâu đi nữa Thương bạn chị em Thánh cả Du Xe vẫn luôn trung tính Với nhiệm vụ mà mình lãnh nhận với nhiệm vụ mà Thiên Chúa trao phó. Qua ba điều đó, không nhận những gì thuộc về mình, chu toàn nhiệm vụ mà mình được trao phó và luôn trung tính với cái nhiệm vụ đó. Thánh Du Xe thật sự là người sống đức công chính trọn hảo và đáng để mọi người chúng ta noi theo. Con nói đáng để mọi người chúng ta noi theo thương bạn chị em bởi vì trong thế giới ngày nay sống đức công chính dường như rất xa vời người ta không sống đức công chính trong cuộc đời của mình vì không sống đức công chính cho nên người ta còn thiếu công bằng muốn gom góp tất cả về mình gom cả những cái không thuộc về mình nữa và thương bạn chị em không chỉ gom về của cải vật chất Mà còn gom cả về danh vọng chức quyền nữa Nhiều khi làm không nổi Nhưng mà lại ôm đờm làm Bởi vì người ta trao cho tôi tôi cho nên tôi mới làm Chứ không phải tôi muốn làm như vậy Muốn ôm đờm tất cả Gom hết về cho mình Đó là sống thiếu đức công chính cái thứ hai sống thiếu đức công chính cho nên thiếu sự chính trực sống không ngay thẳng người ta đối đãi với nhau bằng sự giả dối buông gian nói dối và đeo mặt nạ khi tiếp xúc với nhau chỉ cho người ta thấy những cái giả của mình còn cái thật của mình gán cố gắng che đậy đi sống thiếu công chính cho nên thiếu chính trực không có ngay thẳng không có thật thà và thương bạn chị em đặc biệt vì thiếu đức công chính cho nên người ta sống thiếu trách nhiệm đùng đẩy công việc cho nhau và khi công việc không có hoàn thành thì đổ lỗi cho nhau chứ không nhận trách nhiệm về mình và không trung tính với công việc mà mình đảm nhận giữa một cái thế giới đang thiếu vắng đức công chính như vậy chúng ta cần phải nhìn ngắm thánh gã du xe để mà học hỏi vì vậy xin thánh du xe giúp cho chúng ta biết nôi gương ngài học đức công chính trong cuộc sống hàng ngày Ngõ hầu chúng ta thực thi công bằng chính trực công cuộc trong cuộc sống của mình và luôn trung tín với những gì chúng ta được trao phó. Amen.